Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc gây áp lực ở Biển Đông, chiến hạm Mỹ kéo vào khu vực. Nhóm tàu hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ USS Theodore Roosevelt dẫn đầu đã tiến vào Biển Đông nhằm mục đích đẩy mạnh tự do trên biển, quân đội Hoa Kỳ đã nói như vậy hôm Chủ nhật. Tuyên bố được đưa ra giữa lúc căng thẳng đang dâng cao giữa Trung Quốc và Đài Loan, khiến Washington rất quan ngại. Và ngay giữa lúc này, Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang tổ chức. Và dường như động thái khiêu khích của Trung Quốc cũng nhằm vào Hà Nội. Một hải đội hàng không mẫu hạm của Mỹ do chiếc USS Theodore Roosevelt chỉ huy đã tiến vào Biển Đông để xác định tự do hàng hải. Theo thông báo của quân đội Mỹ hôm Chủ nhật 24 tháng Giêng, vào lúc tình trạng căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan đang trở nên ngày một dữ dội. Đây là hình ảnh chiếc tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trên đường tới Biển Đông vào hôm 22 tháng 1. Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đã đưa ra bản thông báo nói rằng hải đội này tiến vào Biển Đông hôm thứ Bảy cùng ngày. Đài Loan cho biết là có cuộc xâm nhập của nhiều oanh tạc cơ và chiến đấu cơ của Trung Quốc vào khu vực nhận diện phòng không của đảo quốc này tại khu vực quần đảo Pratathak, tức là Đông Sa, theo hãng Reuters chia sẻ. Và điều này cũng khiến cho Việt Nam khá lo ngại. Quần đảo Đông Sa hiện tại do Đài Loan kiểm soát nằm ở phía bắc Biển Đông, cách Hồng Kông 340 km về hướng Đông Nam, cách cảng Cao Hùng của Đài Loan khoảng 440 km và cách Đài Bắc, Thái Bình chừng 850 km về hướng Tây Nam. Đảo lớn nhất nơi này là Đông Sa, có một phi trường với phi đạo dài 1.500 m. Quân đội Mỹ nói rằng hải đội này vào Biển Đông để có các hoạt động thường lệ nhằm đảm bảo an toàn và tự do hàng hải, gây dựng các mối quan hệ để duy trì an ninh hàng hải. Phó Đô đốc của Mỹ, ông Dobbs, tư lệnh hải quân hải đội Roosevelt, nói rằng ông từng cùng có các chuyến hải hành thông qua khu vực trong 30 năm quân ngũ và luôn cảm thấy thích thú khi vào vùng Biển Đông. Ông nói rằng việc hải quân Mỹ duy trì hiện diện ở vùng biển này là quan trọng vì có tới 2/3 trị giá hàng hóa trao đổi trên thế giới đi qua khu vực này. Và việc hải đội của Mỹ vào Biển Đông được loan báo chỉ ít ngày sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng thường xuyên phản đối việc chiến hạm của Mỹ di chuyển gần các đảo đang bị họ chiếm đóng bất hợp pháp ở Biển Đông, nơi các quốc gia khác như Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan cũng có các tuyên bố chủ quyền. Trước đó, vào năm 1974, Trung Quốc đã cưỡng chiếm Hoàng Sa thuộc Nam Việt Nam. Cùng đi với hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cũng có tuần dương hạm USS Bunker cùng hai khu trục hạm là chiếc USS Roosevelt và USS John Finch. Đây là hình ảnh các máy bay tiêm kích Shenyang Jot 11 của Không quân Trung Quốc. Không chỉ gây căng thẳng với Đài Loan, Bắc Kinh trước đó còn gây lo ngại nghiêm trọng trong khu vực với việc lần đầu tiên thông qua luật cho phép lực lượng hải cảnh của nước này được phép nổ súng vào các tàu thuyền ở nước ngoài và trong đó có cả các tàu của Việt Nam. Phép thử đối với vấn đề Đài Loan cũng đang được tung ra. Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ trong một tuyên bố nói rằng nhóm tàu tấn công đã tiến vào Biển Đông hôm thứ Bảy cùng ngày với việc Đài Loan có sự xâm nhập nghiêm trọng của các máy bay ném bom và các chiến đấu cơ của Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan gần khu vực quần đảo Pratathak. Đài Bắc nói 8 máy bay ném bom và 4 chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay vào vùng Tây Nam khu vực định dạng phòng không Đài Loan và hòn đảo này đã triển khai các tên lửa để theo dõi đối phương. Bộ Quốc phòng đã nói như vậy. Sang đến ngày hôm sau, Trung Quốc tiếp tục bay vào vùng trời gần sát Đài Loan với lực lượng chiến đấu cơ nhiều hơn hôm trước. Tin cho hay 15 phi cơ quân đội Trung Quốc đã bay vào sát hòn đảo hôm Chủ nhật. Các nhà phân tích nói rằng Trung Quốc đang nắn gần mức độ ủng hộ của tân Tổng thống Biden dành cho Đài Loan. Báo Trung Quốc đã cảnh báo như sau, chiến tranh nếu Ngoại trưởng Mỹ thăm Đài Loan. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo nếu Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Michael Pompeo tới thăm Đài Loan, điều này có thể dẫn tới chiến tranh. Phía Washington sau đó đã bác bỏ thông tin này. Trước đó vào ngày 11 tháng 1, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Otagathus cho biết ông Pompeo sẽ không tới thăm Đài Loan sau khi ông tuyên bố sẽ dỡ bỏ các hạn chế trong tương tác giữa giới chức Mỹ và các nhà ngoại giao của hòn đảo Đông Á này vào hôm 9 tháng 1. Trước đó, trong một bài xã luận, tờ Thời báo Hoàn Cầu, vốn là tờ báo của nhà nước của Trung Quốc, cảnh báo rằng nếu ông Pompeo tới thăm Đài Loan sẽ là hành động có thể dẫn tới chiến tranh. Đây là hình ảnh máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ bay qua Đài Loan ngay lập tức và tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với đảo Đài Loan theo một cách chưa từng có tiền lệ. Nếu Đài Loan và Mỹ thực hiện các hành vi khiêu khích, nó có thể châm ngòi cho cuộc chiến tranh.
chúng ta sẽ trừng phạt chính quyền Đài Loan hợp tác với chuyến thăm của ông Pompeo. Bài viết đã cảnh báo như vậy. Đây là sự đe dọa chưa từng có của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Okatut cho hay chuyến công du châu Âu sẽ là chuyến công tác nước ngoài cuối cùng của ông Pompeo trên danh nghĩa Ngoại trưởng Mỹ. Tuy nhiên, sau đó chuyến đi đã bị hủy vì cuộc bầu cử ở Mỹ. Không có kế hoạch về việc ông Pompeo thăm Đài Loan vào tuần này, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự ủng hộ với Đài Loan như một nền kinh tế thị trường thành công, một nền dân chủ sôi động và là điều tốt đẹp trên thế giới, bà Okatut cho biết. Bà Okatut cũng kêu gọi Trung Quốc hành xử có trách nhiệm và ngừng đưa những điều dối trá trong tuyên truyền với họ. Chính sách ngoại giao hoang mang, lo lắng của họ là không chính đáng và rất nguy hiểm. Vào ngày 14 tháng 1, Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản đối động thái của Ngoại trưởng Pompeo với Đài Loan hôm 9 tháng 1. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 11 tháng 1 nói rằng Bắc Kinh sẽ cương quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu phá hoại lợi ích. Và rằng Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẽ thống nhất hòn đảo bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Trung Quốc cũng phản đối mọi giao thiệp chính thức giữa chính quyền Đài Loan và chính phủ các nước trên thế giới, coi đó là hành động vi phạm chủ quyền của Bắc Kinh. Trong những năm qua, dưới thời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington đã có nhiều động thái nâng cao quan hệ với Đài Loan như bật đèn xanh bán vũ khí cho hòn đảo, cử quan chức cấp nội các tới thăm Đài Loan. Song song với tuyên bố về phía quân đội, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc chấm dứt việc gây áp lực lên Đài Loan và tái xác nhận cam kết của mình đối với hòn đảo này. Chúng tôi thúc giục Bắc Kinh hãy chấm dứt sự gây sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế lên Đài Loan và thay vào đó là hãy tham gia vào cuộc đối thoại có ý nghĩa với những đại diện được bầu cử một cách dân chủ ở Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đã nói như vậy. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan trong việc duy trì và đảm bảo khả năng tự vệ. Đây là hình ảnh Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn tham gia một cuộc tập trận cùng với quân đội Đài Loan. Cũng Trung Quốc vào hôm thứ Sáu 21-22 tháng 1 thông qua luật hải cảnh cho phép thực hiện mọi biện pháp gồm cả việc sử dụng vũ khí khi chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc bị xâm phạm bất hợp pháp trên biển bởi các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài. Từ trước đến nay, lực lượng hải cảnh Trung Quốc vốn đã nhiều lần xua đuổi tàu cá nước khác, đôi khi dẫn đến các vụ va chạm, đâm chìm tàu đối phương. Và ngay cả với tàu của Việt Nam cũng đã bị Trung Quốc đâm va rất nhiều, dẫn đến nhiều cái chết thương tâm của ngư dân cũng như tàu bị chìm. Nay với luật mới thông qua, người ta lo ngại rằng Trung Quốc đang khiến Biển Đông trở thành nơi sẽ bùng nổ các vụ đụng độ ở tầm mức khốc liệt hơn nhiều. Luật ghi rõ điều kiện nên sử dụng các loại vũ khí nào, chẳng hạn vũ khí cầm tay, vũ khí gắn trên tàu hoặc vũ khí từ máy bay có thể được đem ra sử dụng. Hãng tin Bloomberg vào ngày 23 tháng 1 cho rằng động thái trên của Trung Quốc có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm tại các vùng biển tranh chấp. Bloomberg cũng lưu ý rằng tàu hải cảnh Trung Quốc thường tiếp xúc gần, đôi khi có các cuộc đối đầu căng thẳng với các tàu nước ngoài khi họ khẳng định các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Theo báo Nine Asia, động thái trên của Trung Quốc đặc biệt gây báo động đối với Nhật Bản khi nước này phải đối phó với số vụ xâm nhập ngày càng thường xuyên của tàu Trung Quốc tại vùng nước quanh quần đảo Senkaku hoặc Điếu Ngư. Hơn 1.000 tàu Trung Quốc đã đi vào các vùng nước quanh quần đảo này năm ngoái. Và Trung Quốc từ nhiều năm nay đã tuyên bố chủ quyền và ngày càng quyết liệt trong việc xác quyết chủ quyền đối với hầu hết các diện tích Biển Đông, nơi mà Việt Nam, Philippines, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền của mình. Và cũng trong thời gian vừa qua, Trung Quốc cũng liên tục đưa tàu thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt nhiều tháng. Đây cũng là biện pháp gây áp lực và buộc Việt Nam phải từ bỏ rất nhiều những dự án khoan dầu trên biển. Đây là hình ảnh lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và một tàu giám sát hàng hải của Trung Quốc trong một lần tiến sát nhau gần quần đảo Senkaku. Trung Quốc là thách thức lớn nhất của Hoa Kỳ, điều đó cũng được đặt ra. Quân đội Hoa Kỳ nói rằng nhóm tàu tấn công có mặt tại Biển Đông nhằm thực hiện các chiến dịch thường lệ để đảm bảo tự do đi lại trên biển, xây dựng mối quan hệ hợp tác vốn nuôi dưỡng an ninh hàng hải. Với 2/3 vận chuyển thương mại quốc tế được thực hiện qua khu vực rất quan trọng này, điều then chốt là chúng ta phải duy trì sự hiện diện của mình và tiếp tục thúc đẩy việc duy trì tự do dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, vốn là điều đã cho phép chúng ta phát triển thịnh vượng. Chuẩn đô đốc Doug Vezion, người chỉ huy nhóm tàu tấn công đã nói trong một tuyên bố như vậy. Tuyên bố của quân đội Hoa Kỳ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Cựu tướng Lloyd Augustine, 67 tuổi,
người đã được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận để làm Bộ trưởng Quốc phòng đã nói Trung Quốc là mối đe dọa tăng tốc khi trình bày đường hướng cho quân lực Hoa Kỳ hôm thứ Ba. Ông Antonio Blinken, người được đề cử làm tân ngoại trưởng trong chính quyền Biden, có cùng quan điểm như vậy. Tại buổi xác nhận việc bổ nhiệm ông tại Thượng viện hôm thứ Ba, ông Blinken nói rằng không nghi ngờ gì Trung Quốc chính là thách thức lớn nhất của Hoa Kỳ so với bất kỳ quốc gia nào khác. Ông nói rằng ông đồng ý với quan điểm cứng rắn của chính quyền Donald Trump đối với Trung Quốc, tuy không đồng ý về biện pháp thực hiện. Ông Blinken nói thêm tại buổi điều trần rằng ông tin là có một nền tảng rất vững chắc được xây dựng trong chính sách lưỡng đảng trong vấn đề đối đầu với Bắc Kinh ở thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Ba ngày 26 tháng 1 năm 2021 với bản tin Trung Quốc gây áp lực ở Biển Đông, chiến hạm Mỹ vào khu vực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.